Có, nhưng mà nó sắp nguồn rồi. Ừ. Chào các chị nha. Này, em lại like tiếp áo phông nha các chị nha. Áo phông chân váy nha các chị nha. Áo phông chân váy đồng giá 50k nha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ chất nhá. Quần bò hàng hiệu nha các chị yêu nhá. Quần bò hàng hiệu. Quần bò hàng hiệu nhá. Sale, sale từ quần bò hàng hiệu từ 500k nhá. Em sale còn 150k thôi các chị ạ. Sale còn 500. Còn bò hàng hiệu nhá, em sale 150k thôi nhá các chị nhá. Quần bò hàng hiệu em sale còn 150k thôi các chị yêu nhá. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em đi ạ. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em nhá. Im đi xem nào. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em nhé. Quần bò hàng hiệu sale còn 150k thôi các chị nhé. Quần bò cực đẹp cực chất nha. Mặc thì phê loài ra các chị nhá. Chào sáu chị đang xem nhá. Chào sáu chị nhá. Chào các chị nha. Hôm nay áo nhà em 50k nhá. Toàn áo phông kiểu cực kỳ đẹp luôn các chị ạ. Chất nhà em khỏi phải bán nhá. Khách lấy hàng chỉ có mà ưng thôi chứ các chị nha. Lấy hàng nhà em chữ ưng nha. Dạo này xinh quá chị ơi. Thank you Vinamilk em ơi. Thank you Vinamilk nhá. Mua hàng cho chị nhiều chị càng xinh luôn em ạ. Mua hàng cho chị càng xinh nhá. Áo phông nha các tình yêu nha. Áo phông nha. Ai lấy áo như em nào mặc vải von nhá các chị nhá. Vải von mát lạnh nha các chị nhá. Mặc cái màu xanh ngọc lé đi ngoài đường sáng trái chói lá cả một vùng trời nha các chị nha. Màu xanh ngọc nha các chị nha. Đẹp dịu dàng mà không chói lóa nha. Thêu đây các chị nha. Hình thêu nha, bền vững theo thời gian, không bao giờ bay, không bao giờ mất các chị nhá. Chị nào lấy hình thêu, chị nào lấy hình thêu như áo em đang mặc chỉ 50k thôi chị nhá. Các chị đang xem like chia sẻ là ui rồi. Hứa đây lấy chế cốc nước nha. Chị nào chia sẻ 20 nhóm hội cho em cuối like em sẽ tặng một áo nhá, tặng một áo trong cái áo các chị đang xem like của em ấy. Chị nào thích cái áo nào ấy, phông trơn có không chị? Phông trơn nhiều lắm chị Ellie Nguyễn nhá, phông trơn nhà em nhiều lắm. Em sẽ like từng kiểu cho các chị xem nhá. Em sẽ like từng kiểu cho các chị xem nhá. Phông trơn nhà em nhiều cực kỳ luôn nhá. Xanh đỏ tím vàng lâu đen trắng đều có các chị nhá. Một cái chế vai màu trắng nha các chị nhá. Một cái chế vai màu trắng nhá. Các chị yêu chia sẻ cho em 20 nhóm hội các chị nhá. Chia sẻ 20 nhóm hội nhá. Thích cái áo nào khi em đang like nhá, chụp hình nhá. Chụp hình lại nhá. Ebook cho em nhá các chị nhá, 50k các chị ơi. Nhà em bán giá 50k nhá. Bán hàng tại xưởng nhá các chị nhá, mới có giá này nhá các chị nhá. Hàng nhà em là hàng bán tại xưởng nhá các chị nhá, lấy từ ngoài xưởng vào bán luôn các chị nhá. Hàng bán tại xưởng nhá các chị yêu nhá. Bán tại xưởng mới có giá này các chị nhá. Chị nào đang xem like chia sẻ like cho em đi ạ. 20 nhóm hội nhá. Các chị thích cái áo nào khi em đang like em sẽ tặng luôn các chị nhá. 50k yêu. Nhiều 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 các chị ơi, nhiều. 50k thôi các chị yêu nhá. Chỉ 50k thôi các chị yêu nhá. Đồng giá 50k cả chân váy cả set bộ luôn các chị nhá. Bộ nhà em ấy, bộ nhà em có bộ cộc nhá, ba lỗ nhá.
2 giây nha, tuốt tuần tuột loại nào có nha, đẹp lung linh, đẹp lồng lộn nha các chị nhá. Giá rẻ nha, hàng đẹp giá rẻ các chị ơi. Không mua đâu được giá này đâu các chị ạ. Em lấy từ ngoài xưởng em mang vào trong này, em like với được cái giá này nhá. Nói ít thôi. Qua mẫu nhanh đi. Có chị nào lấy, có chị nào lấy cái áo này không ạ? Áo trễ vai nhá, 53 cân đổ lại mặc vừa các chị nhá. Áo trễ vai nhá, chị nào lấy cái trễ vai trắng này nhá, mặc lên form dáng nó mới đẹp nhá các chị nhá. Về mặc lên soi gương cực kỳ đẹp nhá. Em chỉ dơ lên đây các chị ạ. Có ai lấy cái áo xanh như em đang mặc đâu không ạ? Mát nhá các chị nhá, 55-53 cân đổ lại. Áo phông ấy có đỏ không? Có đỏ rồi chị nhá, bán mất rồi. Khách đấy rồi chị nhá. Nói ít thôi. Hai này, chị biết. Có chị Ellie Nguyễn ơi, còn duy nhất một chiếc trắng này thôi nhá chị nhá. Áo cực kỳ đẹp nhá chị nhá. Chị lấy trắng thì comment trắng cho em nhá, trắng tinh nhá. Trắng tinh khiết nhá các chị nhá. Mặc cái áo này thanh tú nhá. Trắng tinh nhá, chị nào lấy áo trắng rồi thì chị nào lấy cái trắng thì comment trắng cho em nhá. Có đỏ đô nhưng mà đỏ đô khách nó quất mất rồi chị ơi. Áo 3D nhá các chị yêu nhá. Áo 3D nhá. Áo 3D nha các tình yêu nhá. Áo 3D, chị nào lấy cái trắng 3D này thì comment trắng đại bàng cho em nhá. Trắng chim nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái áo 3D này comment trắng chim cho em nhá. Nó là hàng 3D nhá, không phải in, không phải thêu nhá các chị nhá. Giật máy thoải mái, giật máy thoải mái nhá chị nhá. Giật máy thoải mái nhá. Chị nào lấy cái này thì comment trắng chim cho em nhá. Giật mỡ. Nhất được. Cậu phải lấy cái vai chạy hỏng mình. Chắc tiền. Bệt nha, các chị ơi, bệt vai nha. Có trắng nào dễ tí, có trắng nào dễ tí không chị? Dễ hay là dễ? Dễ hay dễ chị Trang Thiện? Chị Trang Thiện nói dễ, nói dễ đấy. Không hiểu nha. Nói có dấu đi nha. Có trắng nào dễ tí nhỉ? Xanh nha, xanh bệt vai các chị yêu nhá, xanh nhá. Xanh này nhà em có trắng nhá các chị nhá. Có trắng này, có đen nhá. Có trắng, có đen nhá, đen đâu chưa tìm thấy nhá. Có trắng, có đen, có tím nhá các chị nhá. Có trắng, có đen, có tím nhá. Chị nào lấy trắng hoặc đen lấy tím thì trơn, có cái màu hồng trong này nữa. Hàng nhà em là rất là lộn xộn nhá chị nhá. Hàng lộn xộn á, thì nên em phải nhập chiếc nào em like chiếc đấy thôi các chị ạ. Hàng nhà em lộn xộn nha, trơn nha. Ghi nha các chị nhá, ghi nha. Nói chứ vải không bay không sổ. Chị giật máy giật tay thoải mái nha. Quật lên quật xuống thoải mái nha các chị nhá. Ghi nha, chị nào lấy cái trơn ghi nha. 53 cân đổ lại mặc vừa các chị nhá. Càng cao càng mặc càng xinh nha. 53 cân đổ lại mặc vừa nha. Chị nào lấy cái trơn ghi này thì comment ghi cho em nha. Hồng nha, hồng nha, hồng nha. 129.000. Số bé, số bé. Hồng nha. Hồng nha các chị ơi. Trơn hồng nha, chị nào lấy hồng thì comment hồng cho em nhá. Trắng trơn nha, trắng đẹp nha các tình yêu nhá, trắng trơn trắng đẹp nha. Vải co giãn nhá, chị nào lấy hồng này nhá. Phong trơn dài tay. Phong trơn dài tay á, có cái trắng phong trơn dài tay đẹp lắm. Huyền ơi chị vào đây lấy đi Huyền. Cái mà bảo cho cái thủy ở trong này này. Mấy cái tải trong này. Phong trơn dài tay có nha, đấy phong trơn dài tay nhá. Mùa này chị đấy thích dài tay chị. Nhà em có dài tay nha, vải đẹp lắm. Mấy cái đỏ ấy trong cái chưa bóc kia kìa. Toàn phông trơn đấy. Trắng nha chị ơi. Trắng nha, vải mát lạnh luôn chị ơi. Chị ơi, vải mát lạnh nha, chất thun thái nha nhá. Chất thun thái nha chị nha. Chất thun thái mát lạnh nha các chị nha. Đây này. Về mặc mới nhẹ nhàng lắm, thấm mồ hôi nha các chị nha. Chất thun thái nha, mặc áo này nhẹ như không mặc gì nha các chị nha. Mặc áo này nhẹ tênh như không mặc gì nhá. Ai lấy màu trắng này comment trắng cho em nha. Phong trơn dài tay nha. Yêu cầu của chị Ellie Nguyễn phong trơn dài tay nha chị nha. Có màu trắng và màu đỏ nha. Màu trắng và màu đỏ nha. Có màu trắng và màu đỏ nha chị nha. Cứ đợi từ từ và em like các chị ơi. Ngạt mũi em đang cúm nha các chị nha. Có màu trắng và màu đỏ nha. Chị có lấy màu đỏ thì comment màu đỏ cho em nhá. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Lấy màu đỏ thì chớp nhanh màu đỏ cho em nhá. Hai cái phông trơn này thì
Có bộ nhá, có set bộ nha. Chị nào lấy set bộ thì comment set bộ cho em nhá. Duy nhất một chiếc sơ mi này nhá. Đá đây nhá, các chị ơi. Đá nhá, đá long lanh nhá các chị nhá. Hàng nhá, hàng gần như Quảng Châu nhá các chị. Đây này. Hàng nha các chị ơi, nguyên tem nguyên mác hàng Quảng Châu đi các chị nha, hàng Quảng Châu nha các chị nha. Màu trắng có màu đỏ đây mà chị ơi. Màu trắng có màu đỏ đây mà chị. Màu trắng có màu đỏ đây chị, chị lấy màu đỏ này thì comment màu đỏ cho em nhá. Màu đỏ mặc rực rỡ nổi da nha. Nổi da xinh gái nhá. Chưa có người yêu có người yêu luôn nhá. Nói vui chút cho các chị cười cho sướng mồm. Hàng Quảng Châu nhá, các tình yêu nhá, áo sơ mi hàng Quảng Châu nhá. Hàng Quảng Châu nhá các chị ơi. Em mắc này ạ, hàng Quảng Châu nhá, chị nào quất cái sơ mi này thì lấy lốt nha, em sell lốt 50k nhá. Sell lốt 50k nhá, làm gì có ai bán cái hàng Quảng Châu này 50k các chị. Em chồng rồi chị ơi. Em chồng rồi thì nó em chồng. À em chồng rồi thì á, mặc lên chồng theo thước tuần tuột luôn. Bạn mặc vào, chị mặc vào xong rồi á, chồng không rời mắt luôn. Chị cứ lấy hàng em về mặc đi, chồng không rời mắt. Sơ mi hàng Quảng Châu nhá. Hàng Quảng Châu nhá, các tình yêu nhá, hàng Quảng Châu nhá. Đây này, mắc các tình yêu nhá. Còn nốt đúng một duy nhất một cái sale 50k nhá. Chị nào lấy thì nhanh tay lấy sơ mi 50k cho em nhá. Sơ mi hàng đẹp nhá các chị nhá. Sơ mi hàng đẹp nhá, 50k nhá. 55 cân đổ lại mặc vừa nhá. 55 cân đổ lại mặc vừa nhá. Chị Ellie có lấy chị Ellie Ellie. Sao quần đâu đây? Đấy còn cái. Chị Ellie có lấy cái này. Sáng nay người ta hỏi quần thì chả có quần. Lại lấy đấy. Đấy mẫu nhà em mặc nha các chị. Quần áo nhá. Áo đỏ nhá. Chị Ellie lấy cái đỏ này chị ơi. Áo đỏ này cũng đẹp lắm chị ạ. Nó không được mát rời rượi nhỉ. Nó không được mát rời rượi như cái kia, nhưng mà nói chung là cũng ok nếu chị thích áo dài nhá. Sơ mi nha các tình yêu nhá. Sơ mi nhá, sơ mi hoa nhá, chim cò bướm bay chim. Chim cò nhá các chị nhá, hoa bướm nhá. Chị nào lấy sơ mi nhá, rơi trên line nhá. Các chị nhận hàng bên nhà em. Cổ như màu trắng à, để xem lại cái cổ như màu trắng nào. Không, không có đâu. Chị ơi. Cổ như này có độc một cái này thôi, mà cái này nó mát lắm chị ạ. Chị lấy cái trắng này đi chị ơi. Còn duy nhất một cái chiếc màu trắng này. Em nói thật chứ, mát ơi là mát đấy. Chị ạ, chất thun thái nhá. Cái này thì chất thun thái nhá. Chị lấy cái này thì ok em nhá. Về mặc sướng tanh tanh nhẹ người nhá. Vì nó nhẹ nhá. Chất thun thái thì lúc nào chất nó xịn rồi chị ạ. Thun thái là từ nhập từ Thái mang về nhá. Nhá cái sơ mi này nhá. Hoa bướm nhá. Hoa bướm nhá. Chị nào lấy sơ mi hoa bướm này thì comment hoa bướm cho em nhá. Chị nào lấy cái sơ mi hoa bướm comment hoa bướm cho em nhá. Nó có màu hồng nhá chị nhá. Màu hồng màu kẻ này nhá. Kẻ này có kẻ đen nữa các chị nhá. Màu hồng kẻ đen nhá. Chị nào lấy cái màu nào thì comment màu cho em nhá. Quần bò nhá, 150k nhá. Sale còn 150k nhá. Form rộng nhá các tình yêu nhá. Form rộng nhá. 70 cân vẫn mặc vừa nhá các chị nhá. 70 cân vẫn mặc vừa nhá. Không báo của cái thu. Đây này. Mặc các chị ơi, mắc bán này, mắc bán ở tại shop vẫn 120k đây chị này. Em bán hộ đây. Không, nó lấy cái này đắt nhỉ. Các chị nhau, mắc tại shop bán vẫn 120k đây. Em bán hộ nhá, em bán hộ, em bán nỗi chứ của nó mất 50k nhá, chị nào lấy thì lấy comment cho em nhá. Áo này 50k nhá các chị nhá. Áo này 50k này. Nhìn này, mắc vẫn chỉ 120k này. À, này, áo này thì comment trắng cho em nhá. Form rộng nhá các tình yêu nhá. Form rộng nhá, 100 à quên, form rộng nhá, 50 cân, 60 cân đổ lại vẫn mặc vừa nhá. Chị Eva nhá các chị nhá. Chị Eva nhá, có màu hồng, màu tím, màu màu xanh nói chuối, xanh rêu nhá. À không có xanh rêu. Bán mất rồi. Tím nhá các chị nhá. Chị nào lấy tím này comment tím cho em nhá. Chị Eva có 50k thôi nhá. Chị Eva 50k nhá. Chị Ellie có lấy cái hồng trơn này không? Hồng trơn này đẹp nhá chị nhá. Ellie ơi. Hồng trơn này đẹp nhá. Áo cổ kiểu nhá. Áo cổ kiểu màu hồng nhá các chị nhá. Áo cổ kiểu màu hồng phấn nhá. Màu hồng phấn này mặc lên tôn da nhá. Chị nào lấy cái cổ kiểu màu hồng phấn này thì comment hồng phấn cho em nhá.
áo cổ kiểu màu hồng phấn nha các chị nhá. 55 cân đổ lại mặc vừa nhá. Chị nào lấy cái cổ kiểu màu hồng phấn này thì comment màu hồng phấn cho em nhá. Hồng phấn nha các chị nhá. Ai lấy mặc cái này lên xinh lắm các chị ạ. Mặc cái này lên xinh lắm các chị nhá. Chị nào lấy cái cổ kiểu màu hồng phấn này thì comment hồng phấn cho em nhá. Trắng nha, trắng kiểu gọi là top nha các chị nhá. Trắng kiểu gọi là top nha. Đằng sau đuôi tôm nha các chị nhá. Đằng sau đuôi tôm nhá, trắng gờ lô tôm đằng sau đuôi tôm nhá. Chị nào lấy cái trắng gờ lô tôm đằng sau đuôi tôm này thì comment trắng lớp cho em nhá. 50k một áo nhá, rẻ cực kỳ nhá. Nhận hàng rồi thấy đẹp lồng lộn luôn các chị nhá. Áo này nhá, áo này U23 nhá. Áo này là áo thông khí nhá, không thì thông khí mát da nhá. Nó có lỗ nhá, các chị nhìn lỗ nối cho các chị ơi. Áo này 50k nhá các chị nhá. Các chị nào lấy áo này thì comment U23 cho em nhá. Comment U23 cho em nhá. Áo hồng có hoa nhá các chị nhá. Hoa này là mấy? Hoa này là người ta mấy vào nhá các chị nhá, nên không lo bong đâu các chị nhá. Áo hồng tay lỡ nhá các chị nhá. Hàng chất đẹp nhá các chị nhá. Hàng chất đẹp nhá các chị nhá. Cái này hàng Quảng Châu nhá các chị nhá. Cái này hàng Quảng Châu nhá các chị nhá. Hàng Quảng Châu chính hãng nha các chị nhá. Chèo lấy cái hồng hoa này thì comment hồng hoa cho em nhá. Chèo lấy cái hồng hoa này comment hồng hoa nhá. Cái này hàng Quảng Châu nha các chị nhá. Chèo lấy cái này thì comment hồng hoa cho em nhá. Zoom các chị ơi. Zoom nhá. Zoom bệt vai nhá các chị nhá. Zoom bệt vai nhá. Zoom bệt vai này có màu dùm bệt vai này có màu trắng, màu đỏ đô nha. Màu trắng, màu đỏ đô, màu đen nha chị nhá. Chị nào lấy dùm này màu gì thì comment màu cho em nha. Chị nào lấy dùm thì comment màu cho em nha. Chị nào lấy dùm thì comment màu cho em nha. Chị nào lấy dùm thì comment màu cho em các chị yêu nhá. Dùm có 3 màu nha các chị nhá. Sơ mi đỏ đô nha. Sơ mi đỏ đô nhá. Chị nào lấy cái sơ mi đỏ đô này thì comment sơ mi đỏ đô nhá. Em có màu trắng nhá, để lấy cái màu trắng xem này. Sơ mi này nhà em còn màu trắng nhá các chị nhá. Màu trắng đẹp lắm các chị ơi. Sơ mi nhá. Sơ mi còn màu trắng nhá các chị nhá. Sơ mi này nhà em còn màu trắng nhá các chị nhá. Sơ mi này nhà em còn màu trắng nhá. Chị nào lấy sơ mi thì comment sơ mi cho em nhá. Có đỏ đô và có trắng nhá các chị nhá. Có đỏ đô và có trắng nhá. Chị nào lấy màu đỏ đô, màu trắng thì comment màu cho em nhá. Chị nào lấy đỏ đô, lấy màu trắng thì comment màu cho em nhá. Hồng nhá các chị nhá. Hồng nhá. Chị nào lấy hồng thì comment hồng cho em nhá. Áo hồng này đẹp cực kỳ luôn nhá các chị nhá. Áo hồng nhá. Chị nào lấy hồng thì comment hồng cho em nhá. Áo hồng nhá, áo hồng in nhá các chị nhá. Áo hồng in nhá. Chị nào lấy cái hồng in này thì comment hồng in nhá. Đó, chất vải co giãn rất là đẹp nhá. Chị nào lấy hồng thì comment hồng in nhá. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em đi ạ. Chân váy hoa, không phải chân váy, váy nhá. Váy hoa nha các chị nhá, đồng giá 50k nha. Váy cũng sale lốt đồng giá 50k nhá. Chị nào lấy cái chân váy, chị nào lấy cái váy hoa này thì comment hoa cho em nhá. Comment váy hoa nhá, váy hoa này có con công nữa các chị nhá. Váy hoa này có con công nữa nha. Chị nào lấy hoa hoặc lấy con công thì comment hoa hoặc con công cho em nhá. Váy hoa hoặc con công nhá, chị nào lấy hoa hoặc con công này thì comment con công cho em nhá. Còn duy nhất một chiếc zoom này nhá. Zoom xanh rêu nha các chị nhá. Zoom xanh rêu có hoa nha các chị nhá. Zoom xanh rêu nha các chị nhá. Zoom xanh rêu có hoa nhá. Chị nào lấy cái zoom xanh rêu này thì comment cần hoa rêu cho em nhá. Zoom quá đẹp luôn các chị ơi. Cái zoom này đẹp quá trời luôn. Nó là chất chất von pha cắt hạt nhưng mà co giãn được nhá các chị nhá. Von pha cắt hạt nhưng mà co giãn được nhá. Chị nào lấy cái này thì comment
Rêu hoa cho em nhá. Chị nào lấy cái này thì comment rêu hoa cho em nhá. Và chị nào lấy cái zoom thì comment zoom rêu hoa nhá. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em đi ạ. Màu xanh nón chuối nhá các chị nhá. Màu xanh nón chuối nhá. Chị nào lấy cái màu xanh nón chuối này thì comment là chế vai cho em nhá. Chế vai nhá. Có ai thích cái áo như em đang mặc không ạ? 50k một áo các chị nhá. Áo em đang mặc rất là mát nhá. 50k một áo nhá. Chị nào lấy áo như em đang mặc thì comment cho em màu xanh ngọc nhá các chị nhá. Này áo như em đang mặc thì comment màu xanh ngọc nhá. Quần bò nhá các chị yêu nhá. Quần bò 500k sale còn 150k nhá các chị nhá. Hàng chuyên bán trong shop nhá các chị nhá. Hàng chuyên bán trong shop nhá. Chị nào lấy quần bò này thì comment cân nặng và chiều cao em tư vấn lấy số nhá các chị nhá. Tư vấn lấy số nhá các chị nhá. Quần bò chuyên bán trong shop các chị nhá. Quần bò chuyên bán trong shop nhá. Size số người ta đánh cực kỳ chuẩn luôn các chị nhá. Size số cực kỳ chuẩn nhá. Không phải size 25 mà mặc 27 cũng vừa đâu các chị nhá. Size số đánh cực chuẩn nhá. Quần bò chuyên bán trong shop nhá. Quần bò chuyên bán trong shop nhá. Sao cứ cục cục ở đằng sau áo đấy? Ở lưng ấy. Ừ. Quần bò chuyên bán trong shop nhá. Chị nào lấy quần bò này thì comment cho em chiều cao và cân nặng nhá. Em sẽ tư vấn số cho các chị nhá. Em sẽ tư vấn số cho các chị yêu nhá. Quần bò cực kỳ đẹp nhá các chị nhá. Kiểu rách, rách khác nhá. Rách khác cái rách kia một chút nhá. Chị nào lấy cái rách này thì chị nào lấy cái rách này thì comment comment cho em quần bò nhá. Quần bò nhá. Comment chiều cao và cân nặng em sẽ tư vấn cho các chị vừa size nào các chị nhá. Có chị nào lấy quần bò này không ạ? Có lấy quần bò này nhá. Sale còn 150k thôi các chị nhá. Các shop khác. Các shop khác bán giá 400k nhá các chị nhá. 400-500k đấy các chị nhá. Không mua giá rẻ giật mình nhau các chị nhá. Giá rẻ giật mình nhá các chị nhá. Chị nào lấy quần bò thì comment comment số cân nặng nhá, chiều cao cân nặng nhá, em sẽ tư vấn số cho các chị nhá. Chiều lấy thì comment chiều cao cân nặng em tư vấn số cho các chị nhá. Xin chào các chị nha. Các chị ơi, áo phông nha. Phông đồng giá nha các chị ơi. Phông đồng giá 50k một phông nha. Phông nha, phông đồng giá 50k một phông nha. Ai lấy phông xanh em đang mặc này, comment phông xanh nha. Phông kiểu nha các chị ơi. Phông kiểu nha, có dây rút ở dưới nha các chị nha. Ai lấy phông xanh này, comment phông xanh cho em nha. 50k một áo thôi nha. Các chị ơi, chị nào đang xem bài của em thì cho em xin một chấm nha. Chị nào đang xem bài viết của em cho em xin một chấm nữa chị nha. Em chào chị Thanh Nhàn đấy ạ. Đồng giá 50k một áo phông nha các chị ơi. Đồng giá 50k một phông nha. Chị nào đang xem thì cho em xin một chấm nha các chị nha. Chị nào đang xem bài của em nhá, cho em xin một chấm nha. Em like phông nha các chị nha. Like phông nha, phông đồng giá này 50k một phông thôi nha các chị ơi. Dáng ôm nhá. Ai lấy phông xanh này comment phông xanh cho em nhá. Ai lấy phông xanh này nhá comment phông xanh cho em nhá. Xanh nha các chị ơi, màu này mặc cực kỳ mát nhá. Màu này ở ngoài nhìn đậm hơn một chút nhá. Hàng in nha các chị ơi. Đây là áo in nhá nhưng mà vải này mặc cực kỳ mát nhá các chị nhá. Hàng in nhưng mà vải cực kỳ mát nhá. Xin chào chị Thảo Phan nhá. Phông nhá. Áp dụng nha các chị ơi. Mua 5 áo phông nhá, mua 5 áo phông ở bộ bất kỳ bên nhà em nhá, em sẽ tặng một áo nhá. Mua 5 phông hoặc là áo nhá. Mua 5 áo phông nhá hoặc là bộ váy bên nhà em nhá, em sẽ tặng một áo nhá các chị yêu ơi. Em xin chào chị Ngọc Châu ạ. Mua 5 bộ hoặc là áo nhá, bên nhà em nhá, em sẽ tặng một áo phông nhá, một áo phông bất kỳ nhá các chị nhá. Mua 5 bộ hoặc là áo
phong bên nhà em nhá, mua 5 sản phẩm bên nhà em nhá, em sẽ tặng một áo nhá các chị nhá. Đây nhá chị ơi, trễ vai đấy nhá. Ai lấy trễ vai này? Ai lấy trễ vai này, comment trễ vai cho em nhá. Cái dáng này cũng rất là dễ mặc nhá, màu này mặc cũng cực, màu này mặc nhá, cực kỳ tôn da nhá các chị nhá. Màu này mặc cũng cực kỳ tôn da nhá. Ai lấy trễ vai này nhá. Ai lấy nó chỉ hở hở vai một tí thôi này nhá, nhưng mà mặc cũng, màu này mặc cũng cực. Màu này mặc cũng được nhá các chị ơi, màu này mặc đẹp nhá. Cái mẫu đẹp nhá. Được rồi. Chị là mất điện nhá. Các chị ơi đang mất, các chị ơi mất điện nhá. Các chị ơi mất điện nhá. Đợi em một tí nhá các chị nhá. Bị mất điện nhá, các chị vào lại nhá. Mất điện nhá. Vào lại giúp em nhá các chị ơi. Vào lại giúp em nhá. Vào lại giúp em nhá các chị nhá. Phong nhá, phong đồng giá 50k một phong này. Phong đồng giá nhá, 50k một phong nhá. Cái phong em à, cái không. Cái che vai em đang mặc nhá. Có cả màu, có cả kiểu này nữa nhá các chị ơi. Che vai em đang mặc màu cùng, màu cùng như thế này nhá. Màu cùng non chuối như thế này, nhưng mà cái kiểu chữ khác nhá, dây khác nhá. Ai lấy trễ vai con mình trễ vai cho em nhá các chị nhá. Mà quên em mít áo ra rồi. Ai lấy trễ vai thì con mình trễ vai cho em nhá các chị nhá. Vứt cho em mít áo rồi. Ai lấy trễ vai này thì con mình trễ vai cho em nhá các chị ơi. Chị nào đang xem bài của em nhá, cho em xin một chấm nhá. Các chị mua 5 sản phẩm bất kỳ bên nhà em nhá, em sẽ tặng một áo phông nhá các chị ơi. Các chị mua 5 sản phẩm bất kỳ bên nhà em nhá, em sẽ tặng một áo phông nhá các chị nhá. Phông kiểu nhá các chị ơi. Phông kiểu đấy nhá. Phông kiểu đấy nhá. Ai lấy phông kiểu này thì con mình phông kiểu nhá. Ai lấy phông kiểu màu hồng này, con mình phông kiểu hồng cho em nhá. Đây nhá, cái dáng này rất là dễ mặc nhá. Dành cho những các bạn nào tin tin đi ạ. Dành cho những các bạn nào tin tin nhá. Phông nhá. Phông kiểu nhá các chị ơi. Kiểu khuyết nhá, cổ đấy nhá, mà cực kỳ đẹp nhá, màu hồng nhá các chị nhá. Ai lấy phông kiểu là con mình kiểu cho em nhá. Ai lấy phông hồng là con mình hồng cho em nhá. Màu này dễ mặc lắm nhá các chị ơi. Màu này dễ mặc nhá. Ai lấy kiểu nhá, con mình kiểu cho em nhá. Có chị nào đang xem bài của em không ạ? Vừa bị mất điện nên em vào lại nhá các chị nhá. Vừa bị mất điện nên là em vào lại nhá. Các chị vào lại giúp em nhá. Các chị ơi, các chị vào lại giúp em nhá. Đồng giá 50k một phông thôi nhá các chị ơi. Chị nào thích xem bộ comment bộ cho em nhá. Chị nào thích xem bộ nhá, comment bộ cho em nhá các chị ơi. Ai thích xem bộ này comment bộ cho em nhá, để em like bộ nhá. Ai thích bộ comment bộ nhá, để em like bộ nhá. Áo nhá. À, trễ vai đỏ này, thắt lơ nhá các chị ơi. Trễ vai đỏ nhá, trễ vai kiểu trễ vai hơi hở một tí thôi nhá. Thắt lơ ở giữa nhá các chị nhá. Thắt lơ nhá. Em cũng biết thắt nhá các chị, mà các chị mà mua về thì thắt giúp em nhá. Kiểu nhá, kiểu màu đỏ này dáng ôm nhá các chị ơi, dáng ôm đấy nhá. Ai lấy đỏ lấy con mừng đỏ cho em nhá. Xin chào chị Lân Tê Ngọc nhá. À, Tân Lê Ngọc nhá. Xin chào chị Tân Lê Ngọc nhá. Chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nhá. Ai lấy áo này không ạ? Ai lấy áo kiểu đỏ này thì con mình kiểu cho em nhá. Ai lấy kiểu đỏ này con mình kiểu đỏ cho em nhá các chị nhá. Thế à? Ai lấy? Mà đây này nó thích cái kiểu này nè, mình làm sao cái. Đây tháo cái gì ra. Có ai lấy baby doll kẻ cam này không ạ? Baby doll kẻ cam này nhá các chị ơi. Dáng này nhá, cực kỳ dễ mặc nhá, nhìn rất là yêu nhá. Dáng này mặc cực kỳ đẹp nhá, rất là yêu nhá. 50k một áo thôi nhá các chị ơi. Kẻ cam nhá, nhà em có cả kẻ đạc kẻ cam này. Có kẻ cam kẻ đỏ nhá các chị ơi. Kẻ cam kẻ đỏ nhá, mua 5 sản phẩm bất kỳ bên nhà em sẽ tặng một áo nhá. Cái này nó lại có sẵn ở baby doll tay lỡ này. Baby doll vàng nha các chị ơi. Cái dáng này nhá. Dáng này nhá, 55 cân đổ lại mặc vừa nha các chị ơi. 55 cân đổ lại
mặc vừa nhá, ai chịu bầu bì nhá, bon chen thoải mái nhá các chị ơi. Màu vàng này là cực kỳ dễ mặc nhá. Màu ông nói em. Ai lấy phông vàng này nhá. Ai lấy phông vàng này, con muốn phông vàng cho em nhá. Ai lấy cái phông vàng này, cái này chửa nhá, cái này chửa này, chửa mặc cực kỳ thoải mái nhá. Chửa mặc được nhá các chị ơi. Tay nó là tay bồng đấy nhá. Tay là tay bồng nhá các chị ơi. Chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nhá. Tay là tay bồng nhá. Ai lấy áo baby doll vàng này, con mừng baby doll vàng cho em nhá. Chỉ 50k một sản phẩm thôi nhá các chị ơi. Chỉ 50.000 một áo thôi nhá. Chị nào lấy áo thì con mừng áo vàng baby doll vàng cho em nhá. Ai lấy vàng này, con mừng vàng cho em nhá. Ai lấy vàng là con mừng vàng cho em nhá. Gucci chuồn chuồn nhá. Còn đúng một cái mẫu Gucci chuồn chuồn, đúng một cái. Còn nhà em áo này nhà em nhá, còn đúng một mẫu này thôi nhá. Chị nào lấy thì con mừng Gucci chuồn chuồn màu xanh cho em nhá. Ai lấy Gucci chuồn chuồn màu xanh thì con mừng Gucci chuồn chuồn màu xanh cho em nhá. Nó đang hết. Ai lấy Gucci chuồn chuồn xanh này nhá, con mừng Gucci chuồn chuồn xanh cho em nhá. Ai lấy Gucci chuồn chuồn xanh này, con mừng Gucci chuồn chuồn xanh cho em nhá. Con đúng một cái mẫu này thôi nhá các chị ơi. Đúng một áo cái kiểu mẫu này thôi nhá. Ai lấy áo này, con mừng áo xanh cho em nhá. Hàng in nhá. 50k thôi nhá các chị ơi. Mua 5 sản phẩm bên nhà em sẽ tặng một áo bất kỳ nhá. Mua 5 sản phẩm áo hoặc là bộ nhá. Áo hoặc là bộ nhá thì em sẽ tặng một sản phẩm bất kỳ nhá các chị ơi. Mua 5 áo hoặc là một bộ nhá. Em sẽ tặng một áo bất kỳ nhá, một áo phông bất kỳ nhá. Ai lấy phông vàng này không ạ? Ai lấy phông vàng này không ạ? Phông vàng nhá. Màu vàng nhá, dáng ôm nhá các chị ơi. Ai lấy phông vàng dáng ôm này thì con muốn phông vàng cho em nhá. Các chị ơi, các chị xem like của em có rõ không ạ? Các chị xem like của em có rõ không ạ? Các chị xem like của em rõ thì cho em xin một chấm nhá. Các chị xem like của em rõ nhá thì cho em xin một chấm nhá. Tại vì nhà em vừa mất điện nhá, sợ các chị xem không rõ nhá. Sợ mất điện nhá, sợ các chị xem không rõ nhá. Chị nào đang xem like của em cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nhá. Để em tiếp tục like tiếp nhá các chị ơi. Cho em xin một chấm nhá. Cho em xin một chấm để em tiếp tục like tiếp nhá các chị ơi. Xin một chấm của các chị nhá, để em like tiếp áo nhá. Các chị có nhìn thấy rõ em không ạ? Các chị có nhìn thấy rõ em không ạ? Phông vàng nhá, phông vàng 50k nhá các chị ơi. Mua 5 sản phẩm nhà em bất kỳ nhá, em sẽ tặng một áo nhá các chị ơi. 5 sản phẩm bất kỳ nhá, em sẽ tặng một áo. Có chị nào thích xem bộ không ạ? Có chị nào thích xem bộ không ạ? Chị nào thích xem bộ có mừng bộ cho em nhá. Em xin chào chị Thu Hương Nguyễn nhá. Phông bên nhà em nhá, chất cực kỳ mát nhá các chị ơi. Toàn là dáng ôm nhá, toàn màu dễ mặc nhá các chị ơi. Toàn màu dễ mặc nhá, toàn các màu lổi da nhá. Đang nay là bị mất điện nên là ngồi đây nhìn nó tối, không biết các chị có nhìn rõ không ạ? Không biết các chị có nhìn rõ không ạ? Đây nhá, màu lâu này nhá. Màu lâu là màu lâu này, ở ngoài nhìn cực kỳ đẹp nhá các chị ơi. Màu lâu cái vải này ấy, cực kỳ đẹp ấy, dáng này dáng ôm nhá các chị nhá. Có chỉ có 50k một áo thôi các chị ạ. Ra chợ nhá, không có cái áo 50k một áo nhá. 50k một áo vải lát nhá các chị ơi. 50k một áo vải lát nhá. Không có vải dày dặn mà nhìn nó màu miếc nó dễ mặc cái này đâu nhá các chị ơi. Chị nào lấy áo lâu này con mừng nâu cho em nhá. Mua 5 sản phẩm bên nhà em còn được tặng một áo nhá các chị nhá. Tội gì mà không mua nhá. Tội gì mà không mua nhá. Các chị lấy áo lâu này con mừng lâu cho em nhá. Phông lâu nhá. Ai lấy phông lâu này con mừng phông lâu cho em nhá. Toàn màu dễ mặc thôi nhá các chị ơi. Màu này không già chút nào đâu nhá. Màu này không già chút nào đâu nhá. Màu này này mặc cực kỳ đẹp nhá. Mà chất phông của nó cũng mát nhá các chị nhá. Chất phông cũng mát nhá. Chị là muốn ôm lô này, muốn xỉ bên nhà em nhá. Báo inbox cho em nhá. Em báo giá nhá. Giá cực kỳ sốc nhá các chị ơi. Ôm lô này, xỉ nhá. Xỉ từ 10 cái giờ lên nhá. Ôm lô hàng bên nhà em nhá. Giá cực kỳ sốc nhá.
Đây nha các chị ơi, xin chào chị Thu Sam nhá. Áo hồng nhá. Áo hồng kiểu này nhìn nó hơi nhăn nhăn nhưng mà cái kiểu của nó là nhăn nhá. Kiểu của nó là nhăn nha các chị ơi. Kiểu của nó là nhăn nhá. Ai lấy áo hồng này comment hồng cho em nhá. Ai lấy áo hồng này comment hồng cho em nhá. Có dây thắt lơ nha các chị nhá. Có dây thắt lơ ở tay nhá. Ai lấy hồng này comment hồng nhá. Ai lấy hồng này comment hồng cho em nhá. Ai lấy hồng này comment hồng cho em nhá các chị nhá. Có chị nào thích bộ không ạ? Chị nào thích bộ hoặc váy không ạ? Váy nhá. Váy nhá các chị ơi. Đồng giá 50k nhá. Kiểu này kiểu maxi nhá. Nhưng mà nó là kiểu dáng ngắn nhá. Còn một kiểu maxi dài như này nữa nhá. Maxi này dài qua gối nhá các chị nhá. Maxi này là dài qua gối nhá. 50k một maxi thôi nhá các chị ơi. Đồng giá 50k một maxi nhá. Nhà em còn đúng hai chiếc maxi này nhá. Maxi này thì chỉ mặc đến gối thôi nhá. Còn cái maxi này mặc qua đầu gối nhá các chị ơi. Chuẩn bị hè nóng lực rồi nhá. Ai lấy maxi này để đi biển nhá thì có một maxi nhá. Chỉ có 50k một maxi thôi nhá các chị ơi. 50k một maxi thôi nhá. Ai lấy maxi này có một maxi cho em nhá. Maxi kẻ và maxi hoa nhá. Hoa nhí nhá các chị ơi. Hoa này là hoa nhí nhá. Ai lấy maxi thì có một maxi cho em nhá. Ai lấy maxi này có một maxi cho em nhá. Ít người xem có nhà mất điện. Đang xem này lại tụt mất người xem rồi. Bộ nha các chị ơi. Bộ màu xám nhá. Bộ này mặc này, bộ này mặc cực kỳ đẹp nhá. Tay là tay lợ nha các chị ơi. Tay lợ nhá. Trễ vai nha các chị ơi. Kiểu này mặc không bao giờ sợ tụt nhá. Áo này này mặc không bao giờ sợ tụt nhá. Người ta thiết kế không bao giờ sợ co nha các chị ơi. Nó có cái vải rúm đằng trước này này. Ai lấy áo này thì có một áo cho em nhá. Ai lấy bộ này có một bộ cho em nhá. Ai lấy cái bộ xám này có một bộ xám cho em nhá. Ai lấy bộ xám này có một bộ xám giúp em nhá. 50k một bộ thôi nhá các chị ơi. 50k một bộ thôi nhá. Hè rồi nhá các chị mua bộ mặc tối đi ngủ ở nhà nhá. Cực kỳ đẹp nhá các chị nhá. Ai lấy bộ có một bộ cho em nhá. Nhà em có bộ 2 dây bộ 2 dây nhá, bộ cọc tay nhá các chị ơi. 2 dây cọc tay đều có nhá. Hai dây cọc tay này đều có nhé. Hai dây cọc tay đều có nhé các chị ơi. Đây nhé các chị nhá. Bộ xanh nhá. Ai lấy bộ xanh này có mừng xanh cho em nhá. Có body không chị? Có gì body? Có váy ạ. Váy nhé, em không có váy body đâu chị ơi. Váy hồng nào chị ơi, và tìm em cái. Chồng ơi. Để chỗ đá đây. Chồng ơi. Bộ đây nha các chị ơi. Body đợi em một tí nha các chị ơi. Chị Thu tròn, Thảo tròn ơi, đợi em một tí nhá. Ai lấy bộ, lấy nha con một bộ cho em nhá. Màu xanh nha, quần ngố nha các chị ơi, chỉ có 50k một bộ thôi nhá. Chỉ có 50k một bộ thôi nhá. Xin chào chị Thu Nguyễn nhá. Chỉ có 50k một bộ nhá các chị nhá, nhanh tay đặt hàng nhá. Mỗi cái mẫu bên này nhá, em chỉ còn đúng một bộ thôi nhá. 50k một bộ thôi nhá các chị yêu ơi. 50k một bộ nhá. Hôm nào nhưng mà mình chả biết. Có ai lấy sơ mi cọc tay kẻ này không ạ? Sơ mi cọc tay kẻ nhá các chị nhá. Lên body đi chị. Đợi em một tí nhá chị nhá. Chị em đang tìm nhá. Em ở La Phủ nha chị ơi. La Phủ Hoài Đức Hà Nội nhá. Em ở La Phủ Hoài Đức Hà Nội nhá. Chị nào gần nhà em nhá, có thể qua xem hàng nhá các chị nhá. Rất là nhiều hàng đẹp nhá các chị nhá. Rất là nhiều hàng đẹp nhá. Ai lấy sơ mi này có mừng sơ mi cho em nhá. Ai lấy sơ mi này. Ai lấy sơ mi có mừng sơ mi nhá. Sơ mi tay cọc trên chỉ có 50k thôi nhá các chị ơi. Sơ mi tay cọc này 50k nhá. Sơ mi kẻ nhá. Vé hoa mình vé con tôm của body đấy. Trời ơi, trời ơi, vé đấy.
Có chị nào lấy áo kẻ sơ mi kẻ này không ạ? Cái form này nhá, 55 cân đổ lại mặc vừa nhá. Chị nào chứ? Thế thì chắc lấy rồi. Chị ơi nhà em hết body rồi nhá, chị thả tròn nhá. Hết body rồi nhá. Có cái kiểu con công này cũng ôm nhá chị ờ. Có cái kiểu dáng này nhá, mặc ở nhà cũng được nhá các chị nhá. Lấy em một tí nhá. Tới mấy con công luôn ý. Đây nhá chị ơi, cái kiểu này cũng kiểu mặc lên nó cũng ôm ôm nhá. Nhưng mà nó là kiểu công nhá, kiểu này nhá. Chị có lấy kiểu con công này thì comment kiểu con công cho em nhá. Cái này có cả đỏ đô nhá. Có đỏ đô nhá, thả tròn nhá, 50k một váy thôi nhá. Chị nào lấy váy thì comment váy cho em nhá. Có ai lấy gen, hàng gen thiết kế này không ạ? Che vai nhá các chị ơi. Hàng gen thiết kế che vai nhá. Gen cao cấp nhá các chị ơi, 180k nhá. Gen loại 1 nhá, hàng gen cao cấp nhá, che vai nhá các chị nhá. Hàng gen cao cấp nhá. Ai lấy gen này nhá, comment gen cho em nhá. Ai lấy cái váy gen đỏ này nhá, comment gen đỏ cho em nhá. Hàng che vai nhá, váy gen nhá. Ở đây là chỉ khuét chế vai ở đây một tí thôi nhá. Chị nào lấy gen đỏ này, con mừng gen đỏ cho em nhá. 180k nhá các chị ơi. Các chị nhìn màu áo có rõ không ạ? Chị ơi, các chị nào đang xem nay nhìn màu áo của em có rõ không ạ? Vừa bị mất điện nhá, thế nên là nhìn màu nó không rõ nhá. Nhìn nó tối nhá các chị nhá. Ô, sao từng bán cái này rồi? Sao nó ở đâu nó lại lọt vào đây rồi? Ai lấy mèo nhá? Mèo đá nhá các chị ơi, các chị có nhìn thấy rõ? Rõ không ạ? Các chị có thấy rõ không ạ? Mèo đá nhá. Ai lấy mèo đá này, có một mèo đá cho em nhá. Mèo đá trắng nhá, cái dáng này ôm nhá các chị nhá. Chỉ có 50k một áo thôi nhá. Thôi thế xé ra làm gì? Đây nha các chị ơi, mèo đá nhá. Mèo nhá, áo mèo đá nhá. Cho nhìn màu trong này nhìn các chị nhìn không thích hay thế nào ấy, mất điện. Nhưng màu nó tối. Chị nào lấy mèo đá này có mừng mèo đá giúp em nhá. Ai lấy cái áo mèo đá này có mừng mèo đá cho em nhá. Chị nào thích con bò không ạ? Chị nào thích con bò thì chấm nhá một chấm nhá. Chị nào thích con bò thì chấm nhá một chấm nhá các chị nhá. Tím nhá, áo tím nhá các chị ơi, tím che vai nhá. Ok chị Nguyễn Thị Thơm nhá. Cái gì đấy? Ông bố nó đi rồi. Đây nhá chị ơi, quần bò nhá, quần bò 150k nhá các chị ơi. Nhà em quần bò nhá, 500k nhá. 500k nhá. 500k sale còn 150k thôi nhá các chị ơi. Quần bò đây nhá. Chị nào lấy quần bò này. Cái này là kiểu nhá. Ui, cái lại có điện rồi này. Các chị có nhìn thấy rõ không ạ? Đây nhá các chị ơi. Quần bò kiểu rách này nhá. Có cả kiểu liền gấu nhá các chị ơi, có cả kiểu liền gấu nhá. Chị nào lấy quần bò này, có một quần bò cho em nhá. Hơi rách một tí thôi nhá. Đồng giá là 150 nhá. Quần bò này ở ngoài shop người ta bán nhá. Quần bò này nhá. Nhà em 500 nhá. 4-500 nhá, nhà em sale còn 150k thôi nhá các chị nhá. Em ở La Phù, Hoài Đức, Hà Nội nhá.
Em ở La Phủ Hoài Đức Hà Nội nha chị Nguyễn Thị Thơm ơi. Em ở La Phủ Hoài Đức Hà Nội nhá, chị nào lấy ghế quần bò lên nhá. Có nhá chị ơi, có kiểu khác nhá. Chị Loan này có kiểu nào không? Có kiểu khác nhá. Đợi em một tí nhá chị, à, chị Nguyễn Thị Thơm nhá. 150 thôi nhá chị nhá. Có kiểu không rách nhá. Kiểu này rách ít thôi nhá chị ơi. Kiểu này là rách ít thôi nhá. Hàng quần bò nhà em nhá là quần co giãn nhá các chị nhá. Chuẩn size chuẩn số nhá. Các chị cứ nói cân nặng và chiều cao nhá. Em sẽ lấy quần cho các chị nhá. Mặc yên tâm là mặc vừa nhá các chị ơi. Yên tâm là mặc vừa nhá. Các chị nhá, các chị cứ lấy à các chị cứ cho em chiều cao và cân nặng nhá. Em sẽ lấy size lấy số chuẩn nhá. Quần này là quần trong shop nhá. Quần này là quần trong shop nha, đánh chuẩn size chuẩn số nha các chị ơi. Chị Nguyễn Thị Thơm ơi, cái kiểu này không không rách, kiểu này rách ít nha. Gấu đấy nhá. Gấu này là gấu gấu liền nhá, không phải gấu rách nhưng mà đấy nhá. Chị có thích cái mẫu này không ạ? Chị có thích cái mẫu này thì comment là chị có thích mẫu này thì ok cho em nhá. Chị có thích cái mẫu này thì ok cho em nhá. Kiểu này là rách đơn giản nhá. Kiểu này là nó chỉ mài mài một ít thôi nhá, nó chỉ như là mèo cào thôi nhá các chị nhá. Nó chỉ kiểu như là mèo cào thôi nhá các chị nhá. Màu này đậm hơn một tí nhá chị Nguyễn Thị Thơm ơi, màu này đẹp này. Màu này đẹp nhá, chị Nguyễn Thị Thơm ơi. Đây ạ, à, màu này đẹp nhá. Cái màu này đậm đậm nhá. Tối lắm không nhìn thấy nhá. Đợi em một tí nhá. Em cửa vào được mình đúng không? Chị nhìn thấy chưa ạ? Đây nhá, màu đây nhá, chị ơi. Chị nhìn thấy màu chưa ạ? Chả biết. Em tưởng chị cầm em. Ui giời. Đây nhá chị ơi, màu xanh này là màu xanh nhạt hơn một tí nhá. Màu xanh này đẹp này chị ơi. Màu xanh này đẹp nhá, chị có nhìn thấy rõ không ạ? Đây nhá, 150 nhá. Em bán cái quần này trong shop nhá, 500 nhá. Chị có lấy quần này không ạ? Cho em xin chiều cao và cân nặng nhá. Có màu đen không ạ? Nhà em không có màu đen đâu chị ơi, nhà em chỉ có cái màu màu xanh. Chỉ có màu xanh này nhá, chỉ có rách ít và rách chỉ có rách to và rách nhỏ thôi nhá. Có mấy cái dáng mà màu đậm với cả màu xanh này thôi nhá. Màu xanh này mặc cũng đẹp nhá chị nhá. Màu đen thì em thấy ít người mặc lắm ạ. Nhà em chỉ toàn nhập hàng xanh này thôi nhở. Chỉ có lấy màu là màu xanh kiểu cái kiểu dáng em vừa dơ lên nhở. Thì comment cho em nhở. Chuẩn size chuẩn số nhở. Bò nhà em bò co giãn nha các chị ơi. Bò co giãn nhở, chất cực kỳ đẹp nhở. Giật không phai nước đâu nha các chị nhở. Kiểu rách nhiều à. Chị ơi vứt cho em một quần. Con lại vứt mẹ điện thoại. Đây dạ. Nhúc được. Đây thì rách à. Đây nhở Ngọc Mai ơi, rách nhiều đấy nhá. Rách nhiều nhá. Rách cả chân luôn này. Rách cả chân nhá. Ai mà cao nhá. Ui dồi ôi, mặc cái dáng này nhá. Cực kỳ đẹp nhá các chị ơi. Ai mà cao nhá, mặc cái quần này cực kỳ đẹp nhá. Các chị có nhìn thấy rõ không ạ? Xin chào chị Trang Lan nhá. Nguyễn Thị Thơm ơi, chị có lấy cái quần vừa nãy không ạ? Đây nhá các chị ơi, vải co giãn nhá. Chất vải, chất quần bò này cực kỳ đẹp nhá. Các chị mua quần bò về nhà em nhá, xong rồi cho em xin cảm nhận nhá các chị nhá. Con bò nhà em bán hàng shop nhá. 500k nhá, 500k nhá, sale còn 150k thôi nhá. 500k sale 100k nhá. Cho em các chị nào mà thích con bò với nhà em nhá thì cho em xin xin số cân nhá, xin số cân là chiều cao em sẽ lấy số chuẩn cho các chị nhá. Hàng chuẩn size chuẩn số nhá. Không phải là hàng hàng xấu, hàng ngoài chợ đâu nhá. Hàng này là hàng đẹp nhá các chị nhá. Ai lấy quần bên nhà em nhá thì cho em xin chiều cao và cân nặng nhé, em sẽ lấy số cho chị nhá. Em xem kiểu khác có không. Kiểu khác à, nhà em cũng mới hai cái kiểu này thôi chị ơi. Có ba kiểu đó. Đấy, kiểu này à? Ừ, rách khác nhau đấy. Rách khác nhau à? Nó cùng là một mẫu nhưng mà nó là rách ít hay rách nhiều thôi nhá chị ơi. Nó chỉ là rách ít hay rách nhiều thôi nhá. Quần nào cũng đẹp nhá các chị ơi, màu xanh này nhá. Màu xanh này mặc cũng đẹp nhá các chị nhá. Màu xanh này mặc đẹp nhá. Vải dày dặn nhá, hàng co dặn nhá các chị nhá, yên tâm nhá, hàng đẹp nhá.
Là chị là rách ít hay là rách nhiều thôi nhá? Cái này thì rách rách cái này nó giống cái này sao nhỉ? Khác đấy, màu đã khác rồi đấy. Đây nha chị ơi. Khác về mặt nhìn cái rách xem. Đó, nè, nhìn đây, nhìn thấy chưa? Cái này là rách rách nhiều hơn một tí nhá, còn cái rách và lên là rách rách ít nhá chị ơi. Rách nhiều và rách ít nhá, nó cùng màu nhá các chị ơi. Nó cùng màu nhá, nhưng mà nó là rách nhiều hay rách ít thôi nhá các chị nhá. Quần bò nhá. Quần bò sale 150 nhá. Chị nào lấy thì comment. Chị nào lấy thì comment quần cho em nhá. Chị nào lấy quần comment quần cho em nhá. Xin chào các chị đang vào xem like của em nhá. Chị nào đang xem like cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem like cho em xin một chấm nhá. Đây nhá, quần bò đây nhá. Chị nào lấy quần bò cho em xin chiều cao và cân nặng nha các chị nha. Yên tâm nha, quần mua về nhá. Cực kỳ đẹp nha các chị nha. Yên tâm nha, quần mua về cực kỳ đẹp nha. Quần này quần hàng bán trong shop nhá. Quần này là quần hàng bán trong shop nhá các chị nha. Hàng bán trong shop nha. 500k sale của 150 thôi nha. Sale nhá, sale của 150 nha. Vải cực kỳ dày dặn nha các chị nha. Các chị không mua rất là tiếc nha. Các chị không mua nhá, rất là tiếc nhá. Tại vì hàng bên nhà em hàng đẹp nhá. Không có hàng xấu đâu nhá các chị nhá. Hàng đẹp nhá, hàng cực kỳ đẹp nhá. Size S à, ok nhá, ok Nguyễn Thị Thơm nhá. Nguyễn Thị Thơm cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Chị mặc size 26 hay 27 nhá? Nhà em có size từ 26 đến 28 nhá các chị nhá. Từ 26 đến 28 nhá. Chị mà 44 cân đổ lại nhá thì mặc size 26 thôi nhá. Size 27. 44 cân nhá. 44 cân đổ lại thì mặc size 26 nhá. 44 cân đổ lại thì mặc size 26 nhá. Eo nhỏ thì mặc size 26 nhá các chị nhá. Tại vì cái cặp này là cặp co giãn nhá các chị nhá. Cặp này cặp co giãn nhá các chị nhá. Hàng này mặc ôm nhá, lên chân cực kỳ đẹp nhá. 27 đi chị. Chiều cao đi mà là rộng đấy. Hỏi chị cân nặng. Chị Thơm ơi, chị cho em xin cân nặng và chiều cao nhá để em biết nhá. Em sợ mặc size 27 thì nó hơi rộng nhá. Chuẩn size lắm, hàng shop mình. Chuẩn size nhá chị nhá. Hàng chuẩn size nhá. Rồi. Cho em xin chiều cao và cân nặng nhá. Rồi thì có một cái ở đây. Đây, một cái Thơm 26. Lấy 26 à? Cho em xin số điện thoại và địa chỉ nha Nguyễn Thị Thơm ơi. Nguyễn Thị Thơm cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Hai sáu bên này à? Đây Nguyễn Thị Thơm cho địa chỉ. Còn 27 thôi. Đây còn cái 26 đây. Còn duy nhất một cái 26 nha các chị nhá. 44 cân lấy 26 thôi nhá. À 15 3 44 cân à? 26 thôi nhá. Em 45 cân nhá, 1m50 nhá. Em mặc size 26 thôi nhá chị Nguyễn Thơm nhá. Em chỉ mặc size 26 thôi nhá. Quá đẹp. Em xem chân váy. Ok chị nhá. Này chị ơi. Đây là size 26 ạ. Đây một tí nhá. Cho luôn một chân váy. Chân váy thì để đâu nhỉ? Kia, ở đâu? Chị Nguyễn Thơm ơi, cho em đợi em một tí nhá. Đây đây đây. Đây nhá, chân váy đây nhá chị ơi. Chân váy đây ạ. À. Nhà em có nhiều chân váy lắm ạ. À. Chân váy này thì hơi ngắn một tí nhá. Nhưng các chân váy nhà em đều có quần ở trong nhá. Ai lấy chân váy màu tím than này comment chân váy tím than nhá. Có cả chân váy đen nhá chị ơi. Chân váy đen này cũng có quần bên trong nhá. Chân váy đen này cũng có quần bên trong nhá. Nguyễn Thơm nhá. Chân váy đen này cũng có quần bên trong nhá. Chị lấy chân váy đen này comment chân váy đen cho em nhá. Rất là nhiều chân váy nha các chị nha. Rất là nhiều chân váy nha. Chân váy hoa hoa đây nha.
chân váy hoa nhá các chị ơi. Các chị nào lấy chân váy thì có mừng chân váy cho em nhá. 50k một chân váy thôi nhá. Chị nào lấy chân váy màu gì có mừng màu cho em nhá các chị nhá. Chị nào lấy chân váy màu gì có mừng chân váy cho em nhá. Ôi lời, những uất. Chân váy hoa này nhá. Chân váy xếp ly à? Chị lấy chân váy xếp ly này ạ. Chị lấy chân váy xếp ly này thì ok nhá. Chị Nguyễn Thị Thơm ơi, lấy chân váy xếp ly này thì ok nhá, 50k thôi nhá chị ơi, giày vải giày dặn nhá. Chị mua về xong cho em xin cho em xin phen xin xin. Số bè nhá. Số bè nhá. Bảo có số bè 200k miễn phí ship nhá. Nguyễn Thị Phương ơi, chị có Nguyễn Thị Thơm ơi, chị có số bè không ạ? Đơn 200k nhá, miễn phí ship nhá chị nhá. Chị có shop B thì vào shop B đăng ký mua hàng nhá, inbox cho em nhá, xong rồi em hướng dẫn chị mua hàng bên nhà em được miễn phí ship nhá. Có shop B nhá. Mờ lắm không nhìn thấy. Vâng, bạn này em mới đăng ký. Đây này cũng không mờ này. Chị có nhìn thấy rõ không ạ? Chị lấy chân váy xếp ly màu đen phải không ạ? Chị lấy chân váy xếp ly đen thì ok nhá. Mà chị có shop B không ạ? À shop B không ạ? Chị có shop B thì cho chị có shop B thì mua đơn hàng bên nhà em nhá. Mua đơn hàng bên nhà em nhá. 200k thì được miễn phí ship nha Nguyễn chị Thi Nguyễn Thị Thơm nhá. Mua đơn hàng 200k mà đăng ký bên shop B nhà shopper nhà em nhá, shop B nhà em nhá. Miễn phí ship nhá chị nhá. Đây nhá, chân váy xếp ly đây chị Nguyễn Thị Thơm ơi. Chân váy xếp ly đây nhá chị nhá. Đây nhá, có cả quần bên trong nhá. Đây nhá, chân váy này mặc đẹp nhá chị ơi. Chân váy này mặc đẹp nhá. Hàng dày dặn nhá chị nhá. Có quần bên trong nhá. Chị lấy chân váy này thì ok nhá. Chị có lấy chân váy đen này thì ok cho em nhá. Đơn hàng mà mua đơn hàng ở bên nhà em nhá, 200k nhá. Mua qua shop B nhá, sẽ được miễn phí ship nhá các chị nhá. Chị có lấy cái chân váy lấy đấy thì ok cho em nhá. Sơ mi nhá. Sơ mi này cứ nhìn cực yêu này các chị này. Sơ mi nhá, sơ mi cực yêu nhá. Sale còn 50k lốt nhá các chị ơi. Sale lốt còn 50k nhá, tay nhá. Sơ mi này nhìn cực yêu nhá. Sơ mi này cực yêu nhá. Ai lấy sơ mi này comment sơ mi cho em nhá. Ôi hồi em sao mấy cả rau. Chị Nguyễn Thị Thơm ơi, chị có lấy không ạ? Chị có lấy chân váy thì ok cho em nhá. Nếu lấy chân váy thì ok cho em nhá. Ai lấy cái áo kẻ này nhá. Ai lấy cái áo sơ mi kẻ này comment sơ mi kẻ nhá. Không chị ơi, bên nhà em không có chân váy bò đâu ạ. Chỉ có chân váy chỉ có chân váy vải với cả chân váy ren thôi nhá. Không có chân váy bò chị nhá. Em bên nhà em không nhập chân váy bò ạ. Ai lấy cái áo sơ mi này nhá, comment sơ mi cho em nhá. Sơ mi kẻ nhá các chị ơi. Sơ mi kẻ này nhìn ở ngoài đẹp nhá. Các chả biết các chị nhìn trên này nào, nhưng nhìn ở ngoài sơ mi, hàng sơ mi này nhà em đẹp nhá các chị nhá. 50k nữa nhá. Ai lấy sơ mi kẻ thì comment sơ mi kẻ cho em nhá. Nhà em có kẻ xanh và kẻ đen nhá các chị nhá. Có kẻ xanh và kẻ đen nhá. Phong nhá các chị ơi. Phong đây nhá, phong 50k nhá. Phong 50k nhá các chị ơi. Phong hàng theo nhá. Phong này là phong hàng theo nhá các chị ơi. Váy liền có nhá chị ơi. Váy liền là đây nhá. Đợi em một tí. Ơ hai cái váy vừa vứt đâu nhở. Cái chân váy vừa lấy ở ngoài nhìn đẹp nhá chị ơi. Chất vải đẹp nhá. Ơ cái váy con công thôi nhá chị Loan nhá.
nhá, váy liền đấy nhá chị ơi. Đây nhá, váy liền vân công đấy nhá. 50k lốt nhá, bán nốt 50k nhá chị nhá. Bán nốt 50k nhá. Bán nốt 50k nhá. Có hai màu nhá chị ơi, có hai màu nhá. Có màu vàng và màu đỏ nhá. Nguyễn Thị Thơm ơi, chị Thơm ơi, chị có lấy không ạ? Đây nhá, váy liền đấy nhá, cũng 50k thôi nhá. Dáng này nhá, chị mặc được nhá chị nhá. Dáng này chị mặc được nhá. Công công đấy nhá. Con công đấy nhá. Màu vàng nhá, màu đỏ mặn nhá. Ai lấy màu nào thì con muốn đỏ. À con muốn màu cho em nhá. Con công nhá chị nhá. Ai lấy con công thì con muốn con công cho em nhá. Zoom nhá các chị ơi. Zoom trắng nha, nhà em có nhiều zoom lắm nhá, có nhiều màu nhá. Nhà em có nhiều màu nhá, đây là zoom quần nhá các chị nhá. Có xít luôn. Như chị không lấy cho váy đen này. Này con bò không? Có ai lấy zoom trắng này không ạ? Ai lấy zoom trắng này, có mừng zoom trắng cho em nhá. Zoom trắng quần nhá các chị ơi. Zoom trắng quần nhá. Ai lấy zoom trắng quần này thì có mừng zoom trắng cho em nhá. Có màu đen này, màu đỏ mật nhá chị ơi. Màu đen, màu đỏ mật nhá. Màu đen, màu đỏ mật nhá các chị nhá. Chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nhá các chị nhá. Phong nhá các chị ơi. Phong xanh nhá. 50k một phong thôi nhá. Phong xanh đấy nhá các chị ơi. Phong xanh nhá. Phong con mèo nhá. Mèo mèo này. Mèo xanh nhá. Ai lấy phong xanh này có mừng phong xanh cho em nhá. Mèo chuột nhá. Mua 5 sản phẩm bên nhà em nhá. Em sẽ tặng một áo nhá các chị ơi. Mua 5 sản phẩm bên nhà em sẽ tặng một áo nhá. Ai lấy phong xanh theo chữ theo này không ạ? Rồi. Ai lấy phong xanh chữ theo này không ạ? Phong xanh theo nhá. Chị Thơm ơi, chị có lấy cái chân váy đen vừa nãy không ạ? Ai lấy áo này nhá, có mượn áo cho em nhá các chị nhá. Ai lấy áo này có mượn áo theo cho em nhá. Áo kiểu nhá các chị ơi. Áo kiểu đây ạ. Mở tịt mặt tiệt. Mở. Mang kèm nhá. Đây nhá chị các chị ơi. Đây nhá, áo vàng nhá các chị nhá. Ai lấy áo vàng này có mừng vàng nha em nhá. Tay hở nhá các chị ơi. Tay hở nhá. Tay hở nhá. Ai lấy vàng này có mừng vàng cho em nhá các chị nhá. Ai lấy cái áo vàng này nhá, có mừng vàng cho em nhá. Ai lấy vàng này có mừng vàng nhá. Chân váy đen nhá chị ơi. Chân váy đen đây ạ. Chân váy đen nhá. Ai lấy chân váy đen kẻ lại thì comment chân váy đen kẻ cho em nhá các chị nhá. Ai lấy cái chân váy đen kẻ lại nhá, comment chân váy đen kẻ cho em nhá. Có quần bên trong nhá. Các chân váy nhà em nhá, chân váy nào cũng có quần bên trong nhá các chị nhá. Các chân váy bên nhà em nhá, chân váy nào cũng có quần bên trong nhá. Mở. Xin chào chị Giang Phạm nhá. Chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nhá các chị nhá. Đây nhá, áo 2 dây nhá. Áo 2 dây này. Đây nhá các chị ơi, 50k một áo thôi nhá. Hàng bên nhà em hàng đẹp nhá các chị ơi. Đều là hàng đẹp nhá. 50k một áo thôi nhá. Đây là có vải chun ở giữa nhá các chị nhá. Có ai thích xem quần bò không ạ? Ai thích xem quần bò thì comment quần bò cho em nha các chị nha. Có chị nào thích xem quần bò thì comment quần bò cho em nha các chị nha. Ok.
ra tay ấy này. Có ai lấy cái zoom này không ạ? Zoom nha các chị ơi. Cái zoom này nó bị hỏng dây ở trên nhá. Em sell nha chị ơi, sell còn 35k một cái zoom xanh này nhá. Các chị về thay dây hộ em nhá. Các chị về thay dây hộ em nhá, zoom đây nhá. Zoom 35k một zoom thôi nhá, các chị có nhìn rõ không ạ? Zoom nhá, zoom 35k một dây thôi nhá. À zoom 35k một áo một zoom thôi nhá. Cái zoom này hàng nó bị dây nó bị hỏng nhá các chị, mua zoom về thì thay zoom cho em nhá. Thay dây cho em nhá. Mua zoom này về thay dây cho em nhá, em sale còn 35k thôi nhá. Sơ mi nha các chị ơi. Sơ mi nhá, sơ mi cổ lụa đỏ nha các chị ơi. Sơ mi đây nhá. Sơ mi này em sell lốt còn đúng một cái màu mận này nhá. Sell 100k nha các chị ơi. Sell 100k nhá. Ơi. Đây nhá, sơ mi đây nhá. Ai lấy cái dáng sơ mi này, comment sơ mi cho em nhá. Còn đúng một kiểu sơ mi này thôi nhá. Em sell còn 100 nhá. Sell sơ mi này còn 100 nhá, tay khuy nhá, vải lụa nhá các chị ơi. Sơ mi này sơ mi lụa nhá các chị nhá. Sơ mi lụa nhá, sơ mi lụa đỏ nhá các chị nhá. Sơ mi lụa đỏ nhá. Ai lấy sơ mi comment sơ mi cho em nhá. Ai lấy sơ mi đỏ này comment sơ mi đỏ cho em nhá. Còn đúng một chiếc duy nhất nhá các chị nhá. Sale còn 100k thôi nhờ. Em bán bình thường em bán 130 nhờ. Có chị nào đang xem cho em xin một chấm nhá. Có chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nhá các chị nhờ. Mặc rồi. Đây nhá các chị ơi, áo gấu nhá. Áo gấu này. Ai lấy áo gấu này có mừng gấu cho em nhờ. Ai lấy gấu này có mừng gấu cho em nhá. Gấu nhá, các chị ơi, gấu đấy nhá. Ai lấy gấu này có mừng gấu cho em nhá. 50k một áo thôi nhá. 50k một áo thôi nhá. Ai lấy gấu có mừng gấu cho em nhá. Ai lấy quần không ạ? Quần kẻ nhá, quần này thắt lơ ở giữa nhá các chị nhá. Đây nhá, quần thắt lơ đây nhá. Quần thắt lơ đây nhá, quần thắt lơ ok nhá. Ai lấy quần này thì có mừng quần cho em nhá. Ai lấy quần này có mừng quần cho em nhá. Áo vàng nha các chị ơi. Áo vàng đây ạ, vàng lớp nhá. Ai lấy vàng lớp này có mừng vàng lớp cho em nhá. Có chị nào đang xem bài không ạ? Chị nào đang xem bài cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem bài cho em xin một chấm nhá các chị nhá. Chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nhá. Ai lấy lớp vàng này có mừng lớp vàng cho em nhá. Có chị nào đang xem bài của em không ạ? Chị nào đang xem bài cho em xin một chấm nhá các chị nhá. Có chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nhá các chị nhá. Các chị ơi, áo bộ nhá, bộ 50k một bộ thôi nhá các chị ơi. Bộ nhá. Đồng giá nhá các chị nhá, bộ nhá, bộ kiểu hổ nhá. Bộ hổ nhá. 50k một bộ thôi nhá các chị ơi. 50k một bộ nhá. Ai lấy bộ này có mừng bộ cho em nhá các chị nhá, bộ đùi nhá. Bộ đùi có tay nhá, hổ đây nhá các chị ơi. Đây nhá. Ai lấy bộ này có mừng bộ cho em nhá. 50k một bộ thôi nhá các chị nhá. Vải von nhá, mặc cực kỳ mát thấm mồ hôi nhá. Ai lấy bộ là có một bộ cho em nhá. Các chị ơi, các chị muốn xem bài của em nhá thì tối các chị xem lại, hoặc là ai mà thích áo gì nhá thì comment nhá. Chụp ảnh lại ở trên màn hình nhá. Gửi vào tin nhắn giúp em nhá. Bây giờ em tắt like nhá. Xin chào các chị nhá.